Đấy, mà không ăn kìa, hào cá này đấy. Chỗ quả quả phao này một chút xíu đấy. Một đàn nó ngay cạnh phao này. Mà nó không ăn. Mày, đi ra đây. Giờ đi ra thì gà Tây nó xử lý. Mày, vệ sĩ gác cổng, gà Tây nó xử lý rồi. Đi ra đây, tự dưng chui đấy làm gì? Rồi, thằng gà Tây nó đến tận nơi gác hỏi tội chị. Thế tình hình ông ổn định chưa? Thế thì ổn định chỗ ở, ăn chỗ ở chưa? Trở về cuộc sống bình thường rồi chứ gì? À, ăn uống nhà này có tốt không? Ăn tốt. Ăn tốt à? Thế cứ ngồi đây uống nước nhá. Hôm nay bác mình lại ra thăm cái khu AV của mình. À, thường mấy hôm vừa rồi thì nói thật với các bạn là mình có vào, có thăm hỏi bác được. Thế nhưng mà mình không có quay đâu các bạn. Tùy tiện hôm nay bác ra đây chơi thì mình lại quay trong khi đang làm AV này các bạn. Ở đầu video thì cho Long gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn. Thì các bạn thấy đấy, AV của mình thì nó cũng dần xuất hiện và hình thành rồi. Úi dồi ôi, vẫn khỏe lắm, vẫn khỏe lắm. Ôi, ta da. Ấy, già vẫn khỏe lắm. Thì khoe với các bạn là hình hài nó như vậy. 1, 2, 3, 4, 5 chuồng. Là đây các bạn có thể nhìn thấy rất chi là rộng đúng không? Rộng rãi, thoải mái. Như này là tuyệt vời rồi. Đó là cái điều mong ước của mình đấy các bạn ạ. Rút kinh nghiệm của cái AV lần trước là lần này là mình bắn vách hết, sau làm cửa hết, sau bắt đầu cái cuối cùng là bắn lưới này, sau cái cuối cùng hơn nữa là cái bắn mái này. Đấy, ở cái AV kia là mình bị nhiều cái nó bất cập, kiểu như mình cứ làm khung xong hết, xuôi đâu đấy hết, sau đó là bắt đầu mới triển khai, thế thành ra là bắn cái vách của mình là bị vỡ mất mấy lần vách ấy. Thế là nó xấu xí đi một tí. Thì ở cái AV này thì mình cũng rút kinh nghiệm ra được hơn được nhiều rồi. Thế cứ ở đây hút thuốc uống nước nhá. Còn nhiều các bạn bảo mình bảo là ở phía dưới này thì sau sẽ làm được cái chuồng gà hoặc là một vài con vật, thì mình thấy cũng có lý các bạn. Bởi vì là mình mới đầu thì mình cũng sợ là kiểu như tiếng ồn của con gà ấy thì nó làm ảnh hưởng tới con chim, nhưng hóa ra không phải đâu. Dần chúng nó cũng nghe quen thôi mà. Sau mình mua lưới inox về là mình cuốn hết ở phía dưới này. Đó, cuốn hết sau làm cả cánh cửa nó hoay. Thì là ví dụ như là sau này ngan con nhà mình nó có lở ra thì là mình có chỗ là nhốt ngan con này. Đấy. Rồi gà con này, nó cũng nhiều thứ mà. Đầu tư ra 1 triệu mà được nhiều chuồng như này thì phải cố gắng. Rồi. Chắc là cũng phải đôi ba ngày nữa thì mới xong được các bạn ạ. Còn công tác của mình bây giờ thì một cái việc rất chi là hệ trọng. Chắc hẳn là các bạn cũng thấy trong cái thời buổi này thì trộm cắp nó hoành hành rất chi là nhiều, đặc biệt ở chỗ dưới nhà mình thì nó kiểu như nó vắng vẻ thì là dễ đạt mục đích cho trộm cắp này. Nói đơn giản như là cát tặc ở cái vế kia. Đấy, đêm nào hầu như là nó cũng rình mò và hoành hành thì mình sẽ triển khai một cái chiếc cam. Các cụ bảo là không lo xa thì ắt sẽ phải buồn gần, thì mình sẽ cố gắng là lo xa một chút xíu thì để có gì thì không có phải ân hận đâu, để mình đi lấy cái cam mình nắp nhé. Vươn vai vừa dài vừa lớn ra đây. Vươn vai khỏe nhỉ. Đợt này ấy, là mình phải nhốt cái con vâu nó vào các bạn ạ, không thì nó đang đi tơ. Mà anh bông này thì trai mới lớn, mình chỉ sợ không may mà con vâu kia nó có chửa một cái thì cũng tội, bởi vì là nó cũng già rồi ý mà. Mình không muốn cho nó sinh sản nữa. Và đây chính là ô sao đây? Ừ, đây kiểm tra xem hộ tạc này. Chỉ được cái hóng hớt là tài thôi. Thì đây chính là cái chiếc cam, chả biết là cái loại khỉ gió cắn răng gì mình cũng chả biết được đâu. À, đây cũng là lần đầu tiên bắn đi ra. Đây cũng là lần đầu tiên mình mua nó ấy mà. Cái cam này được cái là nó hay, cái là nó có 3 mắt. Đây các bạn này, 3 mắt này để mình test. Test thì chưa test nhưng mình thấy nó cứ hay hay. À, một cam ở hướng chính này. À, một cam, hai cam ở hai bên sườn này. Ê, nó cũng tiện mà. Thì mình thấy hay hay thì mình cũng thử mang về lắp để xem có đạt với cái nhu cầu của mình hay không, thẻ nhớ các thứ đầy đủ. Thì bây giờ để mình tiến hành là mình nắp, sau đó bảo con cháu mình nó nắp cho. Rồi, nắp thế nào thì nắp nhá. Khéo không là dụng cổ cam của chú nhá. Nhớ chưa? Làm mất làm hỏng là phải đèn đấy. Khác được lên sóng. Quả này thì soi hết được ra cả bờ sông này. Nhưng mà chưa test thử, chưa biết được. Thợ hàn kiếm lắp cam ấy nó điều rõ ràng.
Đã lắp xong xuôi rồi các bạn ạ. Có lẽ là mình không chơi đồ công nghệ được. Vẫn còn non và xanh lắm, chơi đồ công nghệ này. Thì các bạn thấy đấy. Bây giờ thì mình cũng test thử cho các bạn xem. Cứ nói là Full HD thôi, chứ nhưng mà cũng chả ăn thua gì đâu. Một cái chiếc cam hướng về cái vế này. Đó là mình soi cái đường đi vế này. Thì chất lượng hình ảnh thì nói chung là phát hiện được trộm. Chứ còn bảo nhìn rõ hình thì chắc phải chờ đến nghiệp vụ của công an. Đấy. Thế còn thì một cái góc nữa thì về cái hướng đằng này thì cũng như nhau cả thôi. Đấy. Còn cái cơ bản thì có cái cam ở giữa cái mắt to to đùng đùng như các bạn kìa. Đấy. Là soi về cái hướng cái chỗ bãi cát này. Giờ cũng phát hiện được có thuyền đang thu lừ ở đấy, là mình cũng là chạy ra là cũng vừa kịp. Tức là cái hình ảnh của nó thì không thể bằng cái máy quay của mình được, phải khẳng định là như vậy. So đi và so lại thì mình không thể một trời một vực so sánh được với nhau. Với chất lượng tiền và chất lượng cái dịch vụ nó chỉ được đến vậy thôi. Thế nhưng mà khi mà mình ví dụ như có thể là 1-2 giờ đêm mình tỉnh dậy cái, mình soi cam một cái là nếu như phát hiện được thuyền cái là mình có thể mới ra được. Mình không phải đi ra ngoài, đúng không? Thì nếu như phát hiện có thuyền cái là ta cứ lặng lẽ ta ra thôi. Thì đó là cái cố gắng của mình là như vậy để phòng tránh những cái gì mà nó đáng tiếc xảy ra. Bây giờ thì xong xuôi công việc rồi, cho phép Long được giải trí một tí. Long đi câu cá nhé. Nhưng hôm nay không câu cá ở ngoài sông này đâu các bạn ạ. Mà Long làm một cái cần, chiếc cần để Long câu gọi là một chút cho nó thoải mái cái tư tưởng đầu óc. Thì mời các bạn cùng theo dõi xem Long có câu được con cá gì không. Hiếp ơi, ra bố nhờ đi xem tình hình là cần câu, cần kéo là sắm được cái cần câu gì rồi nào. Thanh niên có cần câu cái, bỏ ngay xe đạp luôn nhỉ. Thế tình hình đây là tiền nhặt nhựa mua được cái cần câu đấy chứ gì. Rồi, cái cần này con mua bao tiền? Ui, tận 150.000 cơ hả? Chà, vừa rồi là thanh niên Hiệp nhà mình là kiểu như là đi nhặt nhựa ấy. Nhựa trôi, mình gọi là rác thải đi. Thì là cứ mang ra nhà bác bản kia bán. Thế là chắc là hắn ta tích cóp vào được cũng được cái cần câu đấy. Thế tình hình cần đẹp thế này, có thi câu với cần xấu không? Câu ở cái thùng này luôn. Không còn lưỡi á? Bố cho mượn lưỡi. Xong này lại trả tiền bố. Lưỡi 10 không câu được cá rô phi, không câu được đa rô ta. Đây. Giờ chính thức là bố con mình mở hội thi câu ở đây. Rồi, nhá. Làm cái gì thì làm nhá. Nhưng mà đừng sau đến lúc đừng thua cần xấu xấu là của bố đâu nhá. Mình định đi chặt tre về để làm cái cần tre, thế nhưng mà thấy có cái cần cũ của hắn này mình lấy luôn. Nào, xem công tác chuẩn bị đến đâu rồi. Ấy da. Thế này thì ăn đứt bố rồi. Cả neo cả nùng à. Mắt nhìn khó nhỉ. Ui mắt mùi thế tầng neo mà đã nhìn khó à. Ôi trời ơi mắt mùi thế. Ai lưỡi làm gì đây. Ai đây rồi. Rồi chắc chưa. Ngon lành cành đào chưa. Rồi bố rất từ từ rồi. Sau đến lúc thua đừng bảo tại bố là không từ từ đâu nhá. Không có lý do gì đâu nhá. Rồi, tình hình cứ này không mấy mắt mà lại trố lên. Nhá. Chưa xong à? Chưa xong. Ổ của hai người để quấn nhá, tụ quấn tổ nhá. Không được câu vào trong ổ của bố đâu nhá. Đấy, bố phải bỏ ra từng này cám là bố rắc vào ổ của bố, thấy chưa? Xong chưa? Ai câu được cá trước người đấy thắng nhá. Của con tận ba nữa đấy, của bố dùng được một nữa thôi đấy. Đấy, thử xem cần dài mà ăn được cần ngắn quả này không? Thế sao à? Bố ơi, nó bị mắc rồi. Nó bị mắc à? Rồi. Để bố xử lý của bố. Ai mà nhiều lưỡi quá mà này. Nắp mồi dài quá mà tốn run là con phải đi cuốc run đấy nhá. Được chưa? Chẳng phải tham đâu. Thủy mồi tôm tép, móc mép con cá kình. Ở cái chỗ này là địa điểm lý tưởng này các bạn. Bởi vì cái chỗ này là lúc này nó mát này. Nó mát là thế nào có cá vào. Đưa đi mẹ xem nào. Cũng bắt con cá kình cơ à? Thế nhưng bố thấy cứ gió như này mà phao này nó có khó tính lắm con ạ. Không biết là nó ăn hay không ăn đi. Tầm này hơi khó nhìn nhỉ. Các bạn dùng cước câu nó vậy. Thế là cuối cùng cũng được câu rồi đấy à? Bố tưởng công tác coi chuẩn bị không thôi đã mất tiếng đồng hồ. Thế phao kia là phao nó ăn chưa? Mà cái lắc lư thế. Cá này ghê đấy, chuẩn bị cần dài đấy. Cá hồ cá hay không?
Lúc nào không câu cho bố mượn nhé. Thu Vinh à? Đi học à? chưa được con cá nào à? Thế thì bố ở lại bố câu tất nhá. Thanh niên bận đi học vẫn rồi các bạn ạ. báo cá. Ồ, sao lại có thể câu được ốc như này được nhỉ? Ngon nghí nhỉ, thật là ngon nghí nhỉ. Mình thấy động cái, mình giật cái nên đúng con ốc luôn. Nó ăn giỏi thật đấy. Đúng là người ta bảo không có ngu gì mà đi câu cá cái trời gió bắc này các bạn ạ. Có rõ ràng là nhìn thấy cá mà cá không ăn. Thế gì nhỉ? Mình đã di chuyển một cái địa điểm này các bạn có thể nhìn thấy kìa. Cá mờ mờ kìa. Đấy mà không ăn kìa, hai con cá kìa đấy. Chỗ quá quá phao lên một chút xíu đấy. Một đàn ngay cạnh phao này mà nó không ăn. Mình cũng cứ ngỡ rằng là câu cá ở sông thì nó không ăn cơ. Hóa ra là đúng là rô phi nó cũng không thèm ả ê gì luôn các bạn. Được. Đúng là cái thời tiết không ủng hộ cho việc câu cá một chút nào cả. Cuối cùng thì cũng có một con nó đớp được một cái. Đấy, nó đang rỉa đấy các bạn, đang rỉa. Ấy trời ơi. Ăn đi, mạnh vào. Tưởng có con nào nó mắc nừa nó ăn cơ. Thế mà nó không mắc nừa các bạn ạ. Tệ thế cái thời tiết này. Lại phải về tận nhà mượn của thanh niên hiệp cái cần đi các bạn ạ. Mà không biết nắp cần như thế nào, sợ không may hỏng hóa nán về mà bắt đền mình thì căng lắm. Đổi cần. Mình gọi ở đây gọi là đổi vía. Riêng anh nói với chú nếu mà cái cần này mà không được cá nữa ấy, anh về. Đấy. Được chưa? Tay anh nó chỉ được đến vậy thôi. Chìm mà. Cái nó. Hôm nọ chú cần hai câu hai cần cũng không được con cá nào á? Thế sao? Thật không? Ăn đâu mà ăn. Ư nhỉ. Điêu nó vừa thôi nhân ơi. Nháy phao đây, không thấy đây. Ư nhỉ. Ui giời ơi. Tép vào đớp phao bên trên. Thế mà chú bảo là... Mấy con tép con tí nó đang đớp phao bên trên. Bằng cái này tuổi đời vẫn bị thằng trẻ con nó lừa nhục không? Rồi, anh nghe chú. Ra đường này mà nó vẫn không ăn nữa thì anh khắc bảo chú nhá. Là chính thức là bị trẻ con nó lừa. Đây. Rồi. Con nghỉ sớm thì đỡ ngại sớm. Bố nghỉ sau thì xấu hổ sau, nhục quá. Tưởng đi câu để giải trí được cơ, hóa ra nó lại thêm bực mình các bạn ạ. Tệ thế chứ nè. Có khả năng là phải vứt cả cần thôi. Khôn thật. Đúng là do thời tiết đấy các bạn ạ. Thời tiết mà hôm nào mà nó lùm lùm ấy, mà kiểu như nóng nóng bức bức, không có gió bắc ấy, thì cá nó mới ăn khỏe. Còn không cái kiểu trạng, tình trạng này kiểu như là cá nó chủ yếu là rúc ráy, hoặc là nó kiểu ngang ngang bụng ấy, nó không ăn ấy. Đấy, nó lại thế cơ gì nhỉ. Cho nên tại sao mình không muốn ra sông câu ở vì chỗ đó. Nhưng mà không ra sông câu như này, nghĩ là câu ở đây nó ăn cơ, hóa ra là nó cũng không ăn luôn các bạn. Thôi, bỏ cuộc chạy lên người. Lại làm mọi người thất vọng rồi. Một đời cha ba đời con nhá. Không đi chơi câu kiểu này đâu. Bực mình thật đấy. Nó không thèm cả ăn luôn ý. Thế mới tệ, làm cả hai vợ chồng mình vất vả. Em cất đồ anh thì anh xem các bác thợ xem tình hình làm đến đâu rồi nhé. Tính kiếm mấy con cá để tối mời các ông thợ lại uống rượu. Thế nhưng mà móm nặng rồi. Tệ lắm chứ nhỉ. Không nhớ là hôm nay là gió bắc. À đến rô phi rắn giòn này. Móm rồi. Móm không còn cái răng nào nữa.
Vậy là chiếc AV của mình cũng đến phần bắn lưới rồi các bạn ạ. Đây, hình hài thì mình bảo rồi, cứ mỗi một lúc thì mình lại cập nhật cho các bạn xem một chút để chúng ta cùng chúc mừng cho Long những công sức, những cố gắng mà trong cái thời gian qua Long cùng với lại gia đình đạt được. Vách này. Bên ngoài thì là màu đỏ, bên trong thì màu xanh. Thằng này cũng khôn phết này, cũng biết là tạm chọn màu thiên nhiên cho này. Ghê, thằng này hiểu tính chim phết đấy. Rồi rồi, cảm ơn nhá. Tết đã đến uống rượu. Thế là không dám ra, đi ra đây, đi ra hướng này. Mày, đi ra đây. Giờ đi ra thì gà Tây nó xử lý. Mày, vệ sĩ gác cổng, gà Tây nó xử lý rồi. Đi ra đây, tự dưng chui đấy làm gì. Rồi, thằng gà Tây nó đến tận nơi gác hỏi tội chị. Đi ra đây. Ra đây. Để xem phản ứng của con vô này của mình thế nào. Mày nào. Đây giờ ta vào ta binh cho nhá. Ra đây. Hai con gà Tây đột biến của mình trông cũng khá xinh các bạn nhỉ. Cũng được thêm cái con đen đen nữa. Thế nhưng hôm vừa rồi dê nó nhảy chân vào thế nào. Hẹo mắt rồi. Tiếc thật. Mà cân được 4 cân rồi các bạn ạ. Rồi thoát rồi nhỉ. Rồi. Đi. Khi mà ra tới khu vườn của gia đình nhà mình ấy, thì nó nhiều cái câu chuyện lắm các bạn, nhiều cái con vật nó tấu hài lắm. Đây nó cứ giả vào lơ nga lơ ngơ thế này thôi đấy. Là vào đây là kiếm ăn đấy. Đi ra. Vâu đi ra. Không. Không thịt đâu. Của một đống đấy. Không thịt được. Có phải ở đâu có gà Tây Bạch Tạng này đâu. Rồi đi ra đây. Đi vào. Ha 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 ha, cái gì? Đi vào. Đi vào. Đi vào với con. Nhanh lên. Tao bảo đi vào cơ mà. Ô. Bảo đi vào chạy theo làm gì? Đấy. Gà Tây nó về rồi. Mày. Bướng là nó về đấy. Ở may ra thì được con trống. Một con mái các bạn ạ. Thế nhưng mà cái tính của nó cũng ương phết đấy. Lúc sáng là nó nhìn thấy cái điện thoại. Nhìn thấy cái điện thoại của bác thợ Hàn kìa. Nó nhìn thấy vào trong nó. Nó định đánh cái điện thoại luôn nhá. Ghê thật. Mình định mang cái gương ra để cho nó soi nhưng mà thôi nghĩ bảo làm như vậy mà không may đâu. Nó đánh thì tạo cho nó một cái kiểu cái bực mình ấy. Ý, hầm đấy, âm đấy. Nếu có kiếp sau chú Giáp nhớ lên 10 15 phân nữa nhá. Đỡ phải vống với nhá. Ai đâu phó con nó lại bảo phó cả nó chơi đẻo nhau thế này, bắt phó cả phải với lên để đẩy lưới. Mày thì đứng lên trên cái thùng sơn mà bắt em tao phải với móng thế này, kiếng thế này. Wow, xong xuôi công việc rồi. Mới gọi là mình quay một chút xíu xíu về cái đời thường của nhà Long. À, vậy là cả của anh mình, cả của nhà mình thì đã thuê thợ cày là anh mình thì trồng ngô, nhà mình thì trồng khoai để đảm bảo an ninh lương thực. Đấy các bạn thấy không? Là cố gắng làm sao là hạn chế phải mua nhất có thể. Đối với những chất lượng rau này thì ở ngoài kia mình đang gieo một tí rau ăn tạm ấy. Còn cái vế này thì rau dài ngày sau lũ lụt một cái màu nó cũng hơi xám xịt các bạn nhỉ. Nhưng thôi cố gắng làm nào được. Mẹ mình thì hôm nay lại nhờ thêm dì mình tới hộ này. Không thì không đủ người làm hết các bạn. Thật sự nó quá nhiều việc. Ở trong cây hả nhá? À ừ đúng rồi. Chà vừa rồi ấy, nước lụt thì là hỏng mất mấy cái cây xanh ở đây các bạn. Thì hai cây kim tiền này, một cây là sau rồi cho ra AV này. AV ngoài kia là mình tính là cho một cái cây ra và một cái chậu đẹp đẹp để hiên AV. Còn một cây thì là trồng ở cái chỗ này. Thế còn đây là cây này là cây mình gọi là cây gì? Các bạn biết cây gì không? Thấy bảo hoa thơm lắm. Còn cây này là cây mộc hương. Mình trồng đây. Và cái cây này thì là sau để trồng trong AV này cho chim nó sinh sản này. Nói chung là mình cũng cố gắng là phủ cho nó một cái lớp màu xanh đi để nó đỡ cái màu bùn trông nó xỉn quá các bạn ạ. Rồi, bây giờ thì mình cùng với vợ mình trồng lại một số cây xanh. Đó, rồi sau đó là quay trở lại để ghép video cho mọi người là cũng là tối mất rồi. Cũng nhiều việc ghê ấy, lại còn một đống sắt ở ngoài kia chưa thu vào được.